Nó cái kia chuyển hóa quá trình bên trong, đối với vĩnh hằng chi thụ mới là kinh khủng nhất tiêu hao. Nếu không có cuối cùng cái kia một thoáng sinh mệnh cấp độ tăng lên, hai thần các chủ đều nghĩ ra một bàn tay độc chết nó. Thiên Long Tinh, Đường Phu Lân hai mắt híp lại giống như đang tự hỏi cái gì. Nhưng con của người đi tai họa đi, tiểu tử này quả thực là cái tài tinh, đi tới chỗ nào đó liền tai họa ở đâu. Ta nghe tiểu thụ nói, lần trước hắn tại Sâm La Tinh bên kia cũng họa hại ra không nhẹ. Đại Minh Nhị Minh hai vị tiền bối đều bóp mũi lại nhìn, đây cũng chính là con của người, biến thành người khác chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Chỉ cần ta còn sống nên không ai có thể tổn thương tới hắn, Đường Phu Lân thản nhiên nói. Ngươi thật không có ý định trở về trọng trường Hải Thần Các, chủ vị đã cho người trở lại tới, vô luận là lúc nào chúng ta học viện vẫn là đường môn bên kia đều không ý kiến. Hải Thần Các hội nghị trên thực tế cũng không chỉ là thuộc về học viện Sử Lê Khắc, tương đương với học viện Sử Lê Khắc cùng với đường môn liên hợp lại cùng nhau cáo nhất quyết sách hội nghị. Đường Phu Lân lắc đầu, không cần thiết thêm chuyến, liên bang ban đầu liền đối với chúng ta kiêng kỵ, ta cũng không muốn làm quá nhiều chuyến, ta chỉ muốn bổ tiếp bọn hắn, nếu như có thể mà nói cái gì đều mặc kệ mới là tốt nhất. Người biến lười biếng rồi, hai thần các chủ âm thanh có một chút quá dị nói ra, có lẽ vậy, ta hiện tại chỉ muốn hưởng thụ sau một chút niềm vui gia đình, đừng quên ta còn có thể đã hơn một vạn tuổi. Đường Phu Lân trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ngươi đây là tại nhắc nhở ta già rồi sao? Hơn một vạn tuổi làm sao? Lão nương cho tới bây giờ đều không cảm giác mình quá già. Hai thần các chủ lúc này hử lạnh một tiếng. Được rồi, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi già, bởi vì ngươi cái này tính tình cùng với năm đó không có gì khác biệt. Ngươi là ta đã thấy điên cuồng nhất nữ nhân, không có cái thứ hai loại kia, ta đều sợ ngươi. Ngươi muốn chết có phải hay không? Đường Phu Lân, hai thần các chủ lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta trở về tu luyện trước đây, Đường Phu Lân thân hình lóe lên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tan biến tại bên người của nàng. Hừ, Hà Thần Các chủ hừ lạnh một tiếng cũng biến mất theo, bên bờ chỉ còn lại có Y Tử Trần có một chút bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Đến với sinh mệnh chi hồ ở chỗ sâu, thân dài đã vượt qua 12 mét thất thải lòng thư triển thân thể, sau lưng màu sắc rực rỡ hai cánh khép mở, không ngừng hấp thu ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân, dần dần thân thể khổng lồ bắt đầu hướng vào phía trong thú liễm, một lần nữa hóa thân thành nhân hình, chính là Đường Phu Lân. Giờ này khắc này, hắn chỗ ngực bụng đã bị thất thải lân phiến hoàn toàn bao trùm, lên phần lưng cũng có vượt qua một nửa bao trùm bên trên màu sắc rực rỡ lân phiến. Trên người tản mát ra năng lượng khí tức vô cùng ổn định, nhạt nhạt màu sắc rực rỡ khí lưu vần quanh tại xung quanh thân thể. Cánh tay phải của hắn đã biến thành màu vàng kim, sáng lạng phải màu vàng kim bao trùm trên đó, nhưng trên cánh tay trái ánh sáng lại là không ổn định lập lòe. Tần bảo thú lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động theo làm miền vũ trong cơ thể chui ra. Lần này chui ra ngoài không chỉ là hắn, lóe lên ánh bạc, thịt hồ hồ không chỉ trùng cũng đã chui ra. Nàng và tần bảo thú liếc nhau, tần bảo thú hướng nàng chép miệng, sau đó một thoáng liền nhào tới làm miền vũ trên cánh tay trái. Nhu hòa hào quang màu bạc lập tức theo trong cơ thể của nó phóng thích ra, dung nhập vào làm miền vũ cánh tay bên trong. Vảy màu bạc lặng yên không một tiếng động chui ra, rất nhanh biến thành vảy bạc bao trùm dáng vẻ, không chi trùng giống như có một chút mệt mỏi, theo làm miền vũ trên tay đến rơi xuống, bị tần bảo thủ ôm lấy, hào quang lấp lánh một lần nữa xuyên hồi trở lại làm miền vũ chỗ mì tầm biến mất không thấy, làm miền vũ làm giấc mộng. Trong mộng, hắn tại giống như vẫn luôn luôn đang không ngừng chiến đấu, đột nhiên biến thành cực kỳ lớn vô cùng đại lực sĩ, đột nhiên lại biến thành phóng thích ra vô số nguyên tố lực lượng nguyên tố trưởng khống xã. Một mực chiến đấu không biết xài bao nhiêu thời gian, cuối cùng kiệt lực, như tê tâm liệt phế thống khổ truyền đến, hắn phảng phất cả người đã vô cùng là vụn thành bụi trần. Đúng vào lúc này, một cỗ sức mạnh kỳ diệu đem thân thể quán một lần nữa dán lại, như thế hồ quán đỉnh, làm dịu hắn hết thảy, đau khổ kịch liệt trong nháy mắt đó chuyển hóa làm sảng khoái, trong nháy mắt đó thăng hoa nhường cả người hắn đều lâm vào trong trống không bên trong. Nhẹ nhàng giật giật ngón tay, ý thức dần dần trở về. Làm La Miên Vũ mở ra hai con người thời điểm, hiện lên trên là hắn trước mắt, là trong suốt màu xanh lá. La Miên Vũ nháy nháy mắt chứng minh đây là tại. Nhẹ nhàng nhúc nhích một chút thân thể, tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền đã vọt ra khỏi mặt nước. Một loại khó mà hình dung nhẹ nhàng cảm giác chuyển khắp toàn thân, hết thảy xung quanh, giống như không trở lên trên càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy được ở trong không khí lơ lửng ra một cái kia sinh mệnh tịch linh biểu lộ, cảm nhận được tâm tình của bọn nó gợn sóng. Cố đầu xem hai tay của mình, da thịt óng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được ở trong mạch máu có màu vàng kim nhàn nhạt chất lỏng đang chảy lấy.
Không đồng dạng hết thảy giống như cũng trở lên trên không đồng dạng. Tại đây bên trong, hắn giống như là có thể trưởng khống chung quanh hết thảy sinh mệnh năng lượng quân vương. Hắn cảm giác không chỉ là xuất hiện ở đây, thậm chí có thể cảm nhận được vĩnh hằng thiên không thành bên trong hết thảy. Vừa sải bước ra, hắn đã phiêu nhiều lên bờ. Đột phá chính mình đây là đột phá sao? Hiên Vũ tới. Đường Phụ Lân âm thanh lại trong đầu của hắn vang lên, làm Hiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem, vừa nhìn thấy đứng tại Hạ Thần Các tầng 2 bên trên sườn là Đường Vũ Lân. Chẳng qua là ý niệm hơi động ra một chút, thân thể của hắn liền bay lên, không cần tiếp tục ra muốn đi không chế gió. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuyên cửa sổ mà vào, rơi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Trước mặc quần áo vào đi, Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Làm Hiên Vũ lúc này mới quĩnh lại, lúc này mới ý thức được y phục của mình đã lúc trước đột phá quá trình bên trong biến mất. Vội vàng theo vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra một bộ quần áo bộ trên người của mình. Lần này đột phá đối với người mà nói là một lần sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Đường Phụ Lân mỉm cười nói, sinh mệnh cấp độ của người nói theo một ý nghĩa nào đó đã tại vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh tinh hoa tứ nhuyễn phía dưới đạt đến thần cấp, cho nên mới có thể chịu đựng ra lấy thứ 6 vòng đột phá lúc này tại trong huyết mạch lẫn nhau đấu đá, đồng thời tương đối thuận lợi đột phá. Ta đã là lục hoàn sao? Làm Hiên Vũ kinh ngạc nói. Ừ, có điều, thoáng cái để thăng lên quá lớn. Ngươi muốn nắm giữ ra cái này phần lực lượng, ngươi cần phải không ngừng luyện tập mới được. Vừa vặn thừa dịp ở trong khoảng thời gian này, ngươi lưu lại cho ta ở chỗ này, ta mang người tu luyện cùng với trưởng khống. Được rồi, làm Hiên Vũ có một chút hưng phấn kích động. Hắn cũng rất muốn biết sau khi đột phá chính mình là đạt đến như thế nào trình độ. Đường Phụ Lân trầm ngâm một chút sẽ nói, còn có chính là trong thân thể của người có phải hay không có đồ vật gì thuộc tính không gian tồn tại. Dựa theo trình tự người thứ 6 vòng, Ngân Văn làm Ngân Thả muốn thức tỉnh hẳn là hắc ám thuộc tính, nhưng người lần này thức tỉnh lại là thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian, làm Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Ô, ta làm sao nắm nàng đem quên đi. Ban đầu lần này chỉ là muốn đưa nàng mang cho ngài, xin ngài giúp ta bảo quản cùng nuôi nàng. Vừa nói hắn ở trong lòng kêu gọi, tần bảo thú lập tức chui ra. Thấy tần bảo thú, Đường Vũ Lân không khỏi nhíu nhíu mày bật cười nói, người cái này, người đi theo trước đó có thể là cho chúng ta mang đến không nhỏ kinh ngạc. Tần bảo thú cười hằng hắc, hướng về làm Hiên Vũ nịnh nọt liên tục gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Phụ Lân cũng xem như nó nửa người chủ nhân, nhưng nó hạng gì thông minh, lựa chọn khẳng định vẫn là sẽ cũng lấy có năng lực tương lai thành tựu long thần làm Hiên Vũ. Từ trước mắt của làm Hiên Vũ, tốc độ tu luyện của muốn đột phá tình huống đến xem, khả năng này đang trở lên trên càng lúc càng lớn. Nhưng tiểu nại trùng ra tớ đi, làm Hiên Vũ lúc này hướng về tần bảo thú nói, là năng tả thứ 6 hoàn hoàn thức tỉnh chính là thuộc tính không gian đó. Tần bảo thú liên tục gật đầu nói, chỉ là ta để nó làm như vậy, ta tưởng tượng ngày sau này còn muốn đi ẩn núp cái gì, thuộc tính không gian đối với ngài trợ giúp sẽ lớn hơn, trong thời gian ngắn ngày là không có gì có thể đột phá đến cấp độ tiếp theo, cho nên người sớm giác ngộ ra thuộc tính này không gian càng hữu dụng. Làm Hiên Vũ gật gật đầu, xác thực nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng khống thuộc tính không gian, tài tính an toàn phương diện tác dụng sẽ lớn hơn. Đường Phụ Lân cũng tán thành nói, không gian thời gian đều là trong vũ trụ ảo diệu nhất tồn tại, cho dù là ta không dám nói chân chính nắm trong tay khống chế không gian năng lực. Nếu như người thứ 6 hồn hoàng thức tỉnh chính là hắc ám thuộc tính, tụ tập ra thủy hòa thổ phong quang minh hắc ám, lục đại thuộc tính cơ sở về sau, lực lượng chiến đấu của người tăng lên biên độ sẽ lớn hơn một chút, mà người giác tỉnh ra chính là thuộc tính không gian chỗ tốt ngay ở chỗ. Thuộc tính không gian là thuộc tính cơ sở tiến hóa thuộc tính, nó cấp độ càng phải cao hơn lục đại thuộc tính cơ sở, đối với người tự vệ sẽ rất có chỗ tốt, mà lại sớm một chút là lĩnh ngộ ra thuộc tính không gian, chờ người tiến vào trong thần cấp cấp độ về sau, đối với người tương lai tăng lên trợ giúp sẽ càng lớn hơn. Làm Hiên Vũ nói, nhạc thúc thúc tăng một mực là rất tò mò, nếu như Nana lão sư khống chế chính là 9 loại thuộc tính, đằng trước 7 loại phân biệt là thủy hỏa thổ phong quang minh hắc ám không gian, cái kia thứ 8, đệ cửu 2 loại thuộc tính là cái gì vậy? Đường Phụ Lân lúc này nghiêm mặt nói, là hủy diệt cùng với sáng tạo, hoặc là nói chỉ là hủy diệt cùng sinh mệnh, đây là vũ trụ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, là ảo diệu nhất thuộc tính, coi như là Nana cũng không có hoàn toàn nắm giữ hai loại thuộc tính, vạn năm trước nàng cũng chỉ có thể thuần thục ra trưởng khống đằng trước 7 loại thuộc tính mà thôi, sáng tạo cùng hủy diệt, hai loại thuộc tính nắm ở trong tay trước cái nào cũng có thể, ta sở dĩ nói, lần này nàng chìm vào trong hành tinh nội bộ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cũng là bởi vì ta cảm nhận được nàng giống như đối với sáng tạo có minh ngộ, đợi nàng tỉnh lại thời điểm đó, đã không chừng liền có thể tiến vào trong cảnh giới kia, từ đó tăng lên tới siêu thần cấp độ. Làm Hiên Vũ kinh ngạc nói, sáng tạo cùng hủy diệt sao?
Đường Vũ Lân nói, chân chính ý nghĩa sáng tạo của hủy diệt, đó là thần vương cấp độ mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Long thần vì sao lại bị chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương? Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kim Long Vương đại biểu là Long thần hủy diệt lực lượng, Ngân Long Vương đại biểu thì là sáng tạo lực lượng. Ta hiện tại cũng hơi cảm nhận được một chút hủy diệt ảo nghĩa, nếu như Nana có thể nắm giữ sáng tạo huyền bí, tương lai tại ngờ đột phá thời điểm, chúng ta sẽ lấy hết tất cả lực lượng tới giúp người hoàn thành.